Hai xã Hang Kia, Bà Cò từng được biết đến là điểm nóng ma túy của tỉnh Hòa Bình. Đến nay thì tệ nạn ma túy đã được đẩy lùi và đang được đánh giá là vùng đất có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Và nhằm biến điểm nóng trước đây trở thành một địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước, thì tỉnh Hòa Bình đang có nhiều hoạt động cùng các chính sách phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng để biến du lịch trở thành sinh kế bền vững cho người dân. Hai xã Hang Kia và Bà Cò nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển. Hơn 90% dân số là đồng bào người Mông đang sinh sống ở đây. Việc giữ được nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông cùng khí hậu trong lành, mát mẻ và những cánh rừng nguyên sinh bao bọc đang mang đến nhiều thuận lợi trong việc phát triển du lịch sinh thái tại đây. Năm 2018, lượng khách đến hai xã Bà Cò, Hang Kia lần lượt là 5.000 và 6.000 lượt, trong đó khách nước ngoài chiếm đến 60%. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, cảnh quan rất đẹp. Tôi đã quyết định dừng lại ở đây để cảm nhận về văn hóa và con người Việt Nam. Người dân ở đây rất vui vẻ, họ sinh sống trong một cộng đồng. Nét văn hóa của họ rất khác biệt và họ cũng rất đẹp. Với kỳ vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vừa qua tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị nhằm xúc tiến đầu tư và tìm ra những giải pháp phát triển du lịch. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch với đại diện một số nhà đầu tư, công ty du lịch nhằm phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Việc phát triển du lịch Hòa Bình phải ưu tiên cho du lịch sinh thái, trải nghiệm, cho du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn với loại hình là du lịch homestay. Bởi vì chỉ có những du lịch này thì gắn bó với lại cư dân ở tại địa bàn, các nhà đầu tư du lịch đầu tư. Và chỉ có đưa người dân cùng hưởng lợi, cùng gắn bó với lại điều kiện phát triển của du lịch thì du lịch mới bền vững. Khi đưa thu hút đầu tư du lịch vào Hang Kia, Bà Cò và có cái hỗ trợ cho đồng bào cũng như là cho các doanh nghiệp đầu tư vào đây thì chúng tôi hy vọng trong tương lai thì cái sinh kế của bà con sẽ được thay đổi, đời sống của người dân của hai xã Hang Kia, Bà Cò sẽ được nâng lên. Và như vậy thì cái trọng điểm về tệ nạn sẽ không còn nữa. Đấy là một trong những cái mục tiêu cao nhất để tạo ra cái sinh kế, cuộc sống tốt hơn của đồng bào dân tộc. Khi du lịch phát triển, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mông đã hồi sinh trở lại. Mỗi ngày bà Mùa Y Máy có thể kiếm thêm thu nhập khi bán sản phẩm truyền thống cho khách du lịch. Ngày xưa thì làng nương thì khổ, nó nắng để đi, mưa để đi. Bao giờ thì khách du đi lên trên này thì làng thổ cẩm thì nó dễ hơn. Nó nắng thì ở nhà vẫn là hôm nay 300, 400 cũng được. Mưa 300, 400 cũng được. Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp cùng với các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các đoàn khảo sát, xây dựng tour đưa khách đến Hang Kia, Bà Cò, đồng thời mở các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch cho người dân địa phương để nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi đến đây.